Đây là sản phẩm thổi bóng nổ nha mọi người. Hộp đựng bao bì rất là bắt mắt luôn. Bây giờ em sẽ mở ra đi. Wow, bên trong sẽ gồm có hai quả bóng sốt nha mọi người. Và một chiếc thổi bóng. Bây giờ em sẽ chơi thử để mọi người có thể nhìn thấy nha. Wow, trò chơi rất là bổ ích đúng không mọi người? Trò này thì sẽ giúp các bé có thể tăng cường sự khéo léo và cải thiện đường hô hấp cho bé. Thiết kế của ống thổi cũng rất là xịn sò luôn. Cán sẽ bằng gỗ có vân nên là khi các bé cầm vào sẽ rất là dễ dàng lướt nha mọi người ơi. Logo Midor này. Các xung quanh đều được bo gấp rất là cẩn thận luôn, cực kỳ xịn sò. Mọi người đang tìm đồ chơi cho bé thì có thể nhấp tay vào giỏ hàng nha.